nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng mới đây cục xúc tiến thương mại bộ công thương phối hợp với trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh tuyên quang và nền tảng mạng xã hội tiktok tổ chức khóa tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu xây dựng hình ảnh cho kinh tế tập thể và hợp tác xã tại buổi tập huấn đại diện cục xúc tiến thương mại cho biết Khóa tập huấn cung cấp các kiến thức cơ bản về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cơ sở từng bước hướng dẫn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã hiểu và tham gia vào hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Hoạt động tư vấn, đào tạo hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại, hỗ trợ, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản trên các sàn thương mại điện tử thông qua phương thức livestream bán hàng trên nền tảng TikTok và các ứng dụng khác. Hơn 60 học viên đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã được hướng dẫn tự triển khai các hoạt động bán hàng trên nền tảng số, từ khâu chuẩn bị, tạo tài khoản, đưa sản phẩm lên gian hàng và theo dõi đơn hàng, cách chụp ảnh, xây dựng nội dung giới thiệu sản phẩm, thông qua hoạt động livestream, từ đó nâng tầm giá trị thương hiệu của nông sản Việt Nam, thúc đẩy kinh tế số, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa.